Điều trị rối loạn cương dương như thế nào thông qua nhân sâm là băn khoăn của không ít đối tượng bệnh nhân. Sở dĩ là do người Ấn Độ có câu gieo nhân sâm vào cơ thể người đàn ông và người đàn ông đó gieo tinh trùng tốt vào người đàn bà thì sẽ sinh ra được cậu con trai khỏe mạnh và cường tráng. Tức là nhân sâm, đặc biệt là rượu sâm có tác dụng tốt trong việc điều trị bệnh lý nam khoa, trong đó có chứng rối loạn cương dương. Hãy cùng tìm hiểu kỹ trong video lần này. Nhân sâm là dược phẩm quý của Đông y từ lâu đời. Người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản luôn dùng nhân sâm để nâng cao thể lực, tăng cường sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống vợ chồng. Trong khi người Việt cũng dùng nhưng con số còn thấp. Sở dĩ nhân sâm tốt cho người bệnh vì trong thành phần của nhân sâm chứa chất kinsenosi nên khi đưa vào cơ thể sẽ giúp cải thiện và làm tăng hàm lượng testosterone của nam giới. Những quý ông trung niên dùng khá phù hợp hoặc những người bị rối loạn cương dương do lao lực hay suy nghĩ nhiều thì nên có thói quen dùng nhân sâm. Thực tế khi bạn kiên trì sử dụng sẽ thấy sự thay đổi rõ trong cơ thể, cảm giác hưng phấn tăng, chất lượng cuộc sống vợ chồng thêm mới mẻ. Theo quan điểm của y học hiện đại, nhân sâm có khả năng cải tiến sự cương dương nhờ vào khả năng gia tăng sản xuất nitric oxide trong cơ thể, làm tăng hàm lượng testosterone của nam giới. Đồng thời, nhân sâm còn làm tăng chất lượng và số lượng của tiểu bình. Vì thế, chúng ta không quá khó hiểu vì sao trong các loại thuốc bổ thường có thành phần nhân sâm. Điều trị rối loạn cương dương như thế nào thông qua rượu sâm đã được kiểm chứng từ người bệnh thực tế lẫn sự chia sẻ của nhiều lương y bác sĩ. Tuy nhiên, bất kỳ bài thuốc nào cũng nên tham vấn ý kiến của bác sĩ trước khi dùng vì họ biết mức độ bệnh lý của bạn có phù hợp với thuốc không. Bên cạnh cách dùng nhân sâm chữa rối loạn cương dương, nam giới cần sử dụng thêm bài thuốc đông y để điều trị bệnh tận gốc. Hiện nay, một số bài thuốc đông y được ưa dùng trên thị trường là bài thuốc đông y dòng họ Đỗ, thuốc đông y tại Viện Y học cổ truyền. Cái hay của bài thuốc này là có tác dụng triệt để, thấm sâu từ bên trong cơ thể, giúp nam giới khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái và minh mẫn hơn, từ đó hoạt động tình dục cũng được nâng cao. Với bài thuốc chữa yếu sinh lý nổi tiếng gia truyền 150 năm của nhà thuốc Đỗ Minh Đường, đang là phương pháp chữa bệnh nam khoa nổi tiếng bằng phương pháp đông y hiện nay. Bao gồm dược tử hồi xuân phục dương thang có vai trò như thuốc dẫn, kết hợp với hai bài thuốc đại bổ phục dương hoàn và đại bổ thận. Với thành phần 100% thảo mộc tự nhiên được nuôi trồng trên các vùng dược liệu của nhà thuốc quy hoạch. Liệu trình rõ ràng, hàng ngàn quý ông đã sử dụng và có hiệu quả. Nếu bạn cũng đang gặp vấn đề về sinh lý nam giới, hãy tham khảo những ý kiến trên để nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Liên hệ với nhà thuốc Đỗ Minh Đường bằng cách gọi số hotline tư vấn miễn phí hoặc đến trực tiếp địa chỉ của nhà thuốc tại số 37A, ngõ 97, Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.